Phần phụ lục. 1. Kính điếu bát sáo viên, thi khoáng thủ khoáng yêu, vô cùng thương tiếc người hiền sáo viên, vô vàng quý mến bậc hiền nhân, cùng đạo hữu xa cũng thấy gần, thương kẻ cả đời nêu hạnh tốt, tiếc ai suốt kiếp dị nhân dân. Người minh nhờ thấm nhuần hòa hảo, hiền đức do nơi thấu tứ ân, sáu thức biệt phân không dướng mắt, viên dung đời đạo đẹp vô ngần. Vô hạn kính yêu bác sáu viên, cùng là thương mến bậc nhân hiền, quý người đức độ hằng quân tử, tiếc đấng hạnh lành thể thánh tiên, bác ái thuần thành hòa thế tục, phạm vi lương thiện vượt chư thiên, chí công của thế không hề nhiễm, hiền triết người nên bởi giác viên. Hồi tưởng để nhớ về bác sáu, một thoáng nghĩ về bác sáu viên, thấy lòng cảm xúc giọng người hiền, bao nhiêu kỷ niệm liền quay lại, hình dáng người xưa bỗng hiện tiền. Hiện tiền dốc dáng bác cao cao, mặc bộ ba đen đã bạc màu, khuôn mặt vuông dài đầy phúc hậu, mũi cao miệng rộng lắm duyên sao. Duyên sao em cháu rất là thương, giọng nói trầm êm ngọt tở đường, thương bác như người cha hướng đạo, bác giàu tình cảm thật là thương. Là thương đồng đạo khắp gần xa, bác sáu xem như cháu một nhà, triều mến ngọt ngào khuyên đủ lẽ, bảo nên tu gấp chớ dần già. Dần già e trễ hội long hoa, bác sáu động viên rất thật thà. Ngày ấy bác luôn trông mấy cháu, mong sao có mặt mới vui lạ. Vui là tha thiết niệm A-di, niệm phải thành tâm mới diệu kỳ. Bác niệm toàn thân rung khắp cả, người cười vẫn dạ chuyện Tây Quy. Tây Quy với bác chẳng còn nghi, ngặt nổi chúng con quá cố lì. Danh lợi tình trường buông chẳng được, mong gì gặp bác giữa ngày thi. Ngày thi kề cận ở bên lưng, thầy tổ réo kêu gấp quá chừng. Gương bác đã nêu luôn rực sáng, nhớ từng giai đoạn mắt rưng rưng. Rưng rưng cảnh khổ bác cam tâm, nhân quả in sâu rõ chẳng lầm. Nghĩa hiệp trên hơn người nghĩa hiệp, vị tha kẻ thế phải nhường khâm. Khâm nhường dũng khí bác thiêng liêng, bị ác nhân dây vẫn tự nhiên. Khuất phục lòng người bằng đạo đức, khiến tôn giáo bạn nhận người hiền. Người hiền lẫn tục chẳng còn mê, danh lợi ái tình bác cũng chê. Quân tử với người thù thất thế, thanh cao cùng nữ sắc lê thê. Lê thê chuyện bác thật là hay, gương hiếu trung can nghĩa khí thay, thể hiện từ bi cùng hỷ xả, khắc sâu hình ảnh bác không phai. Không phai hạnh bác thật cao siêu, giới thiệu đệ huynh một ít điều. Muốn rõ tận tường về bác sáu, xem qua tự truyện hiểu thêm nhiều. Trần Thanh Nhàn. Hai, cảm niệm. Bốn bài thi khoáng thủ và khoáng yêu về bác hai như sanh. Một, kính yêu nơi chỗ tu hành bác hai. Kính thành con đốt nén tâm hương, yêu quý hiền nhân đạo chỉ đường,
nơi bác lại qua vui xóm ấp, chỗ người lui tới lạc thôn hương. Tu thiền thường giác tâm là gốc, hành tịnh thành lòng Phật chỗ nương. Bác bảo nên song hành phước huệ, hai môn thiền tịnh bổn Tây phương. 2. Vô vàng quý mến bác như sanh, cùng khắp yêu người phổ pháp lành, thương bậc đức tài nuôi tánh tịnh, kính nhân hạnh hảo dưỡng tâm thanh. Bác thâm hiền trí nhân luân trọn, hai thấu nhu can thánh đạo sành. Như huyễn của tiền trần huyễn nốt, sanh làm người dạy thật như sanh. 3. Nhớ hoài nhớ mãi bác hai ơi, tình cảm người cho rất tuyệt vời. Tha thiết nhủ khuyên bao nghĩa đạo, đậm đà dạy dỗ lắm ân đời. Nguyện cầu chư Phật luôn gia hộ, khẩn giái ơn trên mãi độ người. Bác giảng về miền an dưỡng quốc, Tây phương cực lạc bác về ngơi. 4. Chân tình rất quý bậc hiền nhân, thành thật là ai cũng thích gần. Cảm ngộ ngưỡng người vô chấp ngã, niệm chân mộ kẻ bất sơ thân. Bác buông hạnh quấy cùng điều phải, hai bỏ lành hung chẳng biệt phân. Như mộng của trần không vướng víu, sanh như ông ấy thoát ly trần. Thương tiếc, nhớ bác hai con trào dân thương tiếc. Thương tiếc người đã vĩnh biệt cõi đời. Cõi đời này với bác thật tuyệt vời. Tuyệt vời bởi cả đời người dâng hiến. Dâng hiến trần biết bao nhiêu là chuyện. Là chuyện đời, chuyện đạo tuyển rút ra. Rút ra những kinh nghiệm sống thật thà. Thật thà bình dị, sâu xa đáo để. Đáo để bởi hạnh tu không lễ mễ. Lễ mễ thường câu nệ, bác thì không. Thì không chẳng sự thế vướng nơi lòng. Nơi lòng bác luôn thông dong tự tại. Tự tại được, người đem ra ban rải. Ban rải đều phải trái lẽ đạo màu. Đạo màu thâm nhờ tâm lý cao sâu. Cao sâu ấy chẳng do cầu mà được. Mà được vì người gạn trượt nên thanh. Nên thanh khiến thể hiện dạng sự lành. Sự lành thiện xung quanh ai cũng mến. Cũng mến thương ghét ganh người đem đến. Đem đến thức tình là bệnh bác thường khuyên. Thường khuyên con niệm Phật sửa tâm hiền. Tâm hiền thấu dạng duyên liền buông xả. Buông xả luôn chấp ngã cả nhị biên. Nhị biên còn kết cấu trần duyên. Trần duyên dứt não phiền không chỗ vướng. Chỗ vướng díu lục trần vô sắc tướng. Sắc tướng không thọ tưởng hành thức không. Thức không thì tam đập cũng đều không. Đều không cả bụi trần không chỗ bám. Chỗ bám không khỏi phong ba hắc ám. Hắc ám không đời tạm dạo vậy mà. Vậy mà mộng có chi là bận biểu. Bận biểu khuyên đôi lời mong con hiểu. Con hiểu mơ liệu điệu mãi chưa xong. Chưa xong nên thương tiếc bác ngập lòng. Ngập lòng lệ đôi dòng thường tuôn chảy. Tuôn chảy vì kính yêu bác mãi mãi. Thiên Cẩm Sơn, ngày 10 tháng 10 năm 2013, Như Huyễn, Trần Thanh Nhàn. Ba, những kỷ niệm khó quên với bác hai như sanh. Thật may mắn cho tôi có thuở được sống gần gũi bác hai, được bác nói cho nghe nhiều câu chuyện đời cũng như chuyện đạo. Có những chuyện đã nêu lên trong sách cặn bã ký ức rồi. Có những chuyện bác kể sau
hoặc mình ghi nhận được sau quyển cặn bã ký ức ra đời. Nay bác hai đã không còn, việc gì có liên quan đến bác hai, tôi đều cảm thấy rất trân quý và cho đó là những kỷ niệm khó quên trong tôi. Nhân dịp có quyển sách kỷ yếu sưu tập những điều có liên quan đến bác hai, tôi mang những gì còn mang nặng trong ký ức để kể ra, để chia sẻ với mọi người và cũng gọi là có những phút giây hoài niệm về người bác mà niềm kính yêu dào dạt trong tôi mãi mãi, không biết thuở nào nguôi. Chuyện thứ nhất, tu cao. Một hôm có một người đồng đạo trẻ tuổi đến thăm bác hai như sanh. Bạn ấy kể cho bác nghe về một ông đạo đang tu hạnh rất cao. Ông đạo ở cốc riêng, ăn ngọ, ngủ ngồi. Bạn ấy còn ca ngợi thêm cái hay của ông đạo là ông làm sao mà cả nhà phải ăn chay trường theo ông, kể cả bà mẹ lớn tuổi của ông cũng ăn theo luôn. Một buổi sáng nọ, ông dẫn xe đạp ra khỏi nhà đi đám cầu nguyện ở đâu đó. Ông vừa đi khuất, bà mẹ ông liền kêu đứa cháu đi mua cho bà tô cháo lọc. Bà đang ngồi ăn ngon lành, bỗng ông bất ngờ quay trở về nhà vì quên việc gì đó. Ông thấy mẹ ăn sáng hơi lạ hơn mọi khi, liền đến gần xem, thấy tô cháo lòng vẫn còn đang ăn dở. Ông liền giằng lấy tô cháo bưng hất ra sân, khiến bà mẹ tủi thân rơi lệ. Nhưng ông thì cho là ông làm một việc thiện, vì để bà mẹ ăn cháo thịt, bà sẽ bị ngã mặn, bị tội. Rồi ông thuật lại chuyện này trong một đám giỗ với một cái vẻ rất là tự hào. Người bạn trẻ kể lại cho bác hai và tôi nghe chuyện này cũng với vẻ rất là vui. Người bạn trẻ ấy còn kể thêm, có lần ông đạo ấy tu nhập thất nhờ tại một cái cốc của một đồng đạo khác ở cách nhà ông khá xa. Ông ở tu nơi đó cả tháng không về nhà. Bà mẹ nhớ con quá, tìm đến đặng thăm ông. Thoáng thấy bóng mẹ đi vào từ đầu ngõ, ông vội đóng chặt cửa lại và ngồi quay mặt vào hướng bàn thờ niệm Phật tiếp tục. Bà mẹ vào đến thấy cửa cốc đóng, nhìn qua khe cửa thấy con ngồi niệm Phật. Bà không dám kêu ông mà lẳng lặng ngồi chờ. Đợi thấy hơi lâu, bà đằng hắng rồi khẽ ho lên mấy tiếng, nghĩ rằng con bà nghe tiếng bà sẽ mau mau xả tịnh ra mở cửa. Nhưng bà đợi mãi từ xế chiều tới chạng vạng mà không thấy được ông, bà đành lủi thủi ra về. Vì luật tu của ông lúc ở nhà là rất nghiêm, dù bất cứ lý do gì, không ai được quấy rầy giờ công phu của ông. Người bạn trẻ vừa kể, vừa tỏ ra rất nể phục về hạnh cắt ái tự thân và tánh cương quyết sắt đá của ông đạo. Bạn ấy buộc miệng khen, ông ấy tu thật là cao. Thấy bác hai lặng thinh chẳng nói gì, tôi cũng vậy. Bạn ấy hơi mất hứng, uống xong ngụm nước rồi xin kiếu ra về. Tôi mới hỏi bác hai, sao bác không góp ý gì về ông đạo tu cao đó hết vậy? Bác nói, người ta đang ca ngợi quá, mình góp ý ngược lại, không khéo người ta cho mình ganh tị với ông đạo đó nữa. Tôi nói, vậy bác nói cho cháu nghe ý bác về câu chuyện này ra sao? Bác nói, Đức Phật là bậc tâm lý toàn diện, nên xử thế không phiền lòng một ai. Nay ta là đệ tử của Phật, phải học theo hạnh đức của Ngài. Việc tu cao thấp không định trên hình thức, mà phải xét nơi cách xử thế tiếp vật của người hành giả. Vả lại thánh nhân có dạy, thiên kinh vạn điển hiếu nghĩa di tiên. Đứa con mà muốn xa lánh chối bỏ tình thương của cha mẹ, thì nhiều đời sau nó sẽ không có tình thương cha mẹ từ thuở mới lọt lòng như những đứa trẻ mồ côi. Tại vì nó muốn như thế, nó không cần đến tình thương yêu trìu mến của cha mẹ nó. Nên nhớ rằng, nếu làm thiện mà không suy xét thấu đáo, nhiều khi trở thành là làm ác mà không hay biết. Chuyện thứ hai, chơi đẹp. Một lần bác hai bảo với tôi, muốn chơi đẹp với bạn và nuôi dưỡng tình bạn lâu bền,
ta hãy tìm một nghĩa địa mà chôn đi những tánh xấu của bạn mình. Chuyện thứ ba, tế nhị. Có lần tôi rước bác Hai từ Long Xuyên lên nhà mình chơi. Lúc ấy bác Hai hay bị chứng lên máu, mà chở bác Hai bằng xe Honda thì phải nhờ chị bé Tư ngồi phía sau bác cho an toàn. Chiều hôm ấy là khoảng giữa tháng 10, trời lập đông, mưa phùn lất phất khá lạnh. Xe đang chạy ngon trớn tới khoảng ngang Cù Lao Bình Thủy, bỗng bác vỗ vai tôi bảo dừng lại. Tôi ngỡ bác muốn đi tiểu nên lập tức dừng ngay. Không ngờ vừa trở mình bước xuống xe, bác vừa cởi áo gió khoác ngoài trao cho tôi và nói: "Nhàn mặt đi, trời lạnh lắm." Tôi từ chối nói: "Con không sao, con còn trẻ mà, bác Hai mặc đi." Chị Tư cũng nói theo tôi, giục bác mặc áo vào. Bác Hai nói với vẻ kiên quyết: "Không, nhàn mặc đi." Tôi buộc phải nghe lời. Xe vừa đi bác vừa giải thích: "Bác biết nhàn yếu hay bệnh lắm. Mỗi lần nghỉ ở nhà Chính Nâu, nó chuyên môn tắm nước nóng. Bác vậy mà đỡ, hồi nào tới giờ bác tắm nước lạnh không à?" Trong làng áo ấm mà lòng tôi se thắt, xúc động vô cùng, suy nghĩ rất nhiều về sự tế nhị của bác Hai. Hôm nọ có một nhóm nữ đồng đạo trẻ khoảng 10 người đến viếng thăm bác Hai. Sau vài giờ thưa hỏi về Phật Pháp với bác Hai một cách vui vẻ và cảm thấy mãn nguyện lắm. Trước khi ra về, trong nhóm có một cô đến xin bác Hai cho một lời khuyên rốt ráo để về làm phương châm mà tu. Thấy cô ấy nài nỉ quá, bác liền tươi cười bảo: "Thì một câu nhịn, chính câu lành." Cả nhóm mừng rỡ rộ lên. Có một cô nói lớn lên: "Bác dạy trúng tim đen nó rồi bác Hai. Một ngày nó cãi lộn với chồng nó 18 lần đó bác Hai ơi." Cả nhóm lại cười rộ lên, lẫn trong tiếng vỗ tay hết sức hào hứng. Chuyện thứ năm, tình đồng đạo. Chị bé Tư kể là khi bác Hai nghe tin chú Hai Mù Tuyển qua đời, bác đang bị lên máu, chóng mặt lắm. Vậy mà ý bác muốn đi đám tang chú Hai Tuyển. Khi ấy sẵn có chị bé Tư đến thăm bác tại nhà chị Chính Nâu, nên bác nhờ chị Tư đi cùng bác. Thấy tình trạng bác Hai, chị Tư ý kiến: "Bác đang bệnh mà đi tụi con lo lắm, hay là đợi đến làm tuần rồi bác hãy đi." Bác nói: "Còn đi được, mình ráng cố gắng đi. Tình đồng đạo mà, hơn nữa là lần cuối cùng của đời người. Đợi tới làm tuần thì trễ rồi, mà biết tới làm tuần mình có còn để đi không?" Lần đám tang chú Bảy Ưởng cũng vậy. Bác Hai bị nhức răng sưng lên một bên hàm, và hành bác bị nhức đầu nữa. Giữa đám tang bác phải tìm chỗ để nằm võng suốt. Vậy mà bác cũng ở cho xong đám chú Bảy bác mới về. Qua chuyện này, tôi thấy bác Hai cũng như gián tiếp nhắc nhở chúng ta lời dạy của ông Thanh Sĩ: tình đồng đạo để khô khan quá, không thể sinh ra quả Bồ Đề. Chuyện thứ sáu, lòng nhân. Chị bé Tư kể, ngày nọ chị bé Tư cùng bác Hai đi đám dỗ bác Hai Tường ở cái đầm, đi thêm một đoạn. Khi qua phà Năng Gù, trên phà thấy có chiếc xe lôi, trên xe có một số rau cải mà không có người. Bác đến gần chỗ chủ xe, hỏi có chở thêm người đi về hướng Hòa Hảo được không. Chủ xe lôi mừng rỡ đáp: "Được." Phà cập bến, bác cùng chị Tư phải tiếp đẩy chiếc xe lôi lên đường. Ở trên đường thì có rất nhiều xe Honda đầu đang đậu đón khách. Chị Tư phân vân suy nghĩ, đi xe Honda thì mau và khỏe hơn nhiều, sao bác Hai lại chọn đi cái kiểu cực nhọc này. Chị chợt ngộ ra,
vì ông già muốn giúp cho người xe lôi nghèo có thêm chút đỉnh tiền, mà muốn giúp người thì nhiều khi phải hạ mình, phải chịu cực mới giúp được. Chị Tư cảm thấy xấu hổ và tự cười mình còn xa lắm mới theo kịp tấm lòng nhân hậu của ông già. Chuyện thứ bảy, người bình dị. Bác Hai kể lại lúc bác học đạo ở ngôi Tây An cổ tự, ông Thanh Sĩ làm giám đốc khóa học. Nhìn thấy ông vẻ nghiêm trang đức hạnh, tác phong rất mẫu mực, bác Hai nghĩ người thế này chắc là khó gần. Nghĩ thế rồi thôi. Đến một lần nọ, bác Hai đang đạp xe đi trên đường. Khi ấy ông Thanh Sĩ cũng đang đi xe đạp theo hướng ngược chiều. Gặp bác, ông Thanh Sĩ liền gọi: "Anh Sanh, đi đâu vậy?" Bác dừng xe và trả lời với ông về công chuyện bác đang đi. Xong ông Thanh Sĩ nói tiếp: "Trong lớp học là tình thầy trò, ngoài lớp học là tình anh em đồng đạo nha anh." Rồi cả hai chào từ giã nhau. Sau cuộc gặp gỡ, bác Hai rất ngạc nhiên và cảm thấy gần gũi với ông Thanh Sĩ hơn. Bác vừa đạp xe vừa suy nghĩ lung lắm. Nào dè ông Thanh Sĩ lại đắc nhân tâm và bình dị hơn là bác nghĩ. Và quan trọng là ông như hiểu được ý nghĩ của bác. Một lần khác, tự dưng ông Thanh Sĩ đến và nói với bác Hai: "Bột với đường tôi đã cho rồi đó, anh muốn làm bánh gì là tùy ý anh." Bác Hai gật đầu lặng thinh, và bác âm thầm chiêm nghiệm câu nói ấy trong suốt con đường làm đạo của mình. Chuyện thứ 8, sợ chết không? Một lần ngài Thanh Sĩ hỏi một vị đồng đạo có trình độ hiểu biết cũng khá: "Anh tu mà có sợ chết không?" "Dạ, tôi nghĩ chết như đổi chỗ ở nên không sợ," đồng đạo ấy đáp. Ngài Thanh Sĩ nói tiếp: "Sao anh không nói là có cái chết đâu mà sợ?" Chuyện thứ 9, tâm lý ở đời. Lúc bác Hai đi đám tang bà má sau của bác ở Sài Gòn, trên đường về bị tai nạn lật xe, phải nằm viện tại Long Xuyên. Mấy vị nữ đồng đạo đến thăm, thấy bác bị xây xát bầm tím nhiều nơi trên người và trên mặt, xúc động rơi nước mắt. Một lát sau bác nói: "Để bác Hai cho mấy cháu hai câu này làm phương châm ở đời nha. Sinh ra ta khóc người cười, sống sao khi chết ta vui người buồn." Mới nghe thấy nghịch, suy gẫm kỹ thì thấy sống được như vậy thì rất thuận mà lại rất hay. Ai nấy cùng cảm nhận, lúc nào đến với bác Hai cũng được tặng món quà tinh thần hữu ích. Chuyện thứ 10, con ai nấy thương. Có một người đồng đạo học cùng khóa với bác Hai, sau được phân công về làm giám đốc khóa học tổ chức tại địa phương của ông ấy. Ông soạn bài diễn văn khai mạc khóa học. Lần đầu sợ có sơ suất nên đem đến nhờ bác Hai xem và chỉnh sửa giùm. Xem xong, bác Hai gật đầu bảo: "Vậy cũng được rồi." Ông ấy không nghe, nài nỉ mãi: "Chẳng lẽ xuống một bài dài mà anh không sửa cho một chỗ nào sao?" Thế vậy bác Hai cũng thật lòng đề nghị thay một chỗ mà bác thấy chưa được ổn. Vậy là người đồng đạo ấy cực lực bào chữa chỗ lỗi ấy cho là đúng và không đành lòng thay đổi. Bác Hai rất tinh ý. Bác nói khi thuật lại chuyện này: "Mấy đệ thấy không, con ai nấy thương, mặc dù đứa con có khuyết tật." Bác Hai biết có sửa được đâu, nhưng mà ổng cứ nài nỉ mãi thì sửa một cái cho ổng vừa lòng. Chuyện thứ 11, tâm vô chấp. Giữa trưa hôm nọ, có người hối hả đến nhà bà Mười, thân mẫu của cậu Hai Thanh Sĩ, hỏi: "Có cậu Hai ở nhà không bà?" Bà Mười hỏi lại: "Cô tìm cậu Hai có việc gì không?" Người ấy nói: "Dạ, nhà con vừa cân con heo mà không biết tính tiền, con muốn nhờ cậu Hai giúp giùm."
Bà Mười nghe thế ý muốn từ chối, nói: "Cậu Hai nghỉ trưa rồi." Quay lại thì thấy cậu Hai đã ra tới. Cậu Hai bảo: "Để tôi tính cho." Rồi cậu Hai lấy giấy viết tính tiền bán heo cho người ấy. Cô vui mừng cảm ơn rồi ra về. Chuyện thứ 12, nhắc tuồng. Bác Hai kể chuyện trong khóa học đạo của bác. Buổi học nọ, một khóa sinh lên trả bài trước ông Thanh Sĩ. Đến lúc vị khóa sinh đọc lại bài kệ của đại sư Vĩnh Minh: "Có thiền tông, có tịnh độ, như thêm sừng mãnh hổ." Thấy khóa sinh ấy ngập ngừng, quên hai câu tiếp theo, cậu Hai liền nhắc cho: "Hiện tại làm." Khóa sinh ấy lính quýnh thế nào mà đọc là: "Hiện tại làm thầy ngươi." Cả lớp học cùng cười ồ lên. Khóa sinh ấy mới hoàn hồn, thay vì phải đọc "Hiện tại làm thầy người, vị lai làm Phật tổ" mới đúng. Cậu Hai cũng cười rất bao dung và nói: "Tôi đã nhắc anh còn đọc vậy." Chuyện thứ 13, thọ tài như thọ tiễn. Khoảng cuối thập niên 90, dạo đó quyển sách cặn bã ký ức đang phổ biến rất rộng ở nước ngoài. Có một số đạo hữu tâm đắc kiến giải về đạo lý của bác Hai, nên họ phát tâm hùn lại với nhau được một số tiền kha khá, gửi một người mang về đến biếu cho bác Hai, đồng thời quay phim để họ biết hình ảnh về bác Hai. Anh ấy tìm đến bác Hai trình bày tự sự, có tôi nghe và chứng kiến suốt việc này. Bác Hai nghe rồi liền lên tiếng từ chối không nhận. Bác nói lý do là bác già rồi, không có nhu cầu gì cần xài tiền nhiều như thế. Vả lại tôi cũng có một người em gái, một cha khác mẹ là Việt Kiều, thỉnh thoảng gửi tiền về cho tôi cũng đủ xài, nên cho tôi miễn nhận số tiền này và gửi lời tôi chân thành cảm ơn bà con bên ấy đã có lòng tốt muốn giúp đỡ tôi. Anh Việt Kiều ấy khá nhanh trí, liền nói với bác Hai: "Nếu vậy bác Hai nhận dùng số tiền này để làm việc phước thiện thay cho những đạo hữu bên ấy, họ sẽ rất tin tưởng và cảm ơn bác." Bác Hai từ tốn đáp lại: "Ngặt một điều là tôi rất nghèo. Bên này ai cũng biết rõ, tự dưng tôi có nhiều tiền đem đi cho, e thiên hạ nghi ngờ không dám nhận." Anh Việt Kiều ấy ra chiều thất vọng, trầm ngâm một lúc rồi nói: "Thôi thưa bác, con xin làm phiền bác lặp lại lời từ chối như nãy giờ, để con quay một đoạn phim cho những người bên ấy biết rõ ý bác, để họ khỏi trách con là không làm tròn lời họ dặn." Và bác Hai đồng ý. Khi người ấy ra về rồi, tôi mới hỏi bác Hai: "Sao bác nghiêm khắc và dứt khoát với vấn đề đó quá vậy bác Hai?" Bác Hai tươi cười đáp: "Thọ tài như thọ tiễn đó nhàn ơi." Chuyện thứ 14, ba câu hỏi. Có người đồng đạo tìm đến xin làm quen với bác Hai, rồi sau đó đưa ra ba câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là: "Thưa bác, bố thí ba la mật là sao?" Bác Hai trả lời: "Hỏi gì mà cao vậy?" Nói thế, nhưng bác tiếp tục đưa ra thí dụ như sau: "Ví như chú có đứa con đang học ở thành phố, mỗi tháng phải cho nó 1.000.000 đồng để nó ăn học. Bỗng tới giữa tháng nó điện về xin thêm 500.000 để mua sách vở tài liệu. Nó bảo đáng lẽ con cần tới 700-800, nhưng con xin ba mẹ 500 thôi, còn lại con ráng tự lo được. Nghe thế dù túng thiếu thế nào, chú cũng chạy lo đủ 500.000 gửi cho nó. Tình thương yêu lo lắng ấy chú không cần kể lễ khoe khoang với ai hết, mà trong lòng cũng ước phải chi có đủ 800.000 cho con thì mới ưng bụng. Bố thí mà như cho con mình như thế, tạm gọi là bố thí ba la mật." Người ấy hỏi tiếp câu hỏi thứ hai: "Còn nhẫn nhục ba la mật là sao hả bác?" Bác Hai trả lời: "Dụ như đứa bé bò ra lan can nhà, sắp nguy hiểm, ba mẹ liền chạy nhanh đến bồng đứa bé lên.
Nó mất trớn nên la hét cào cấu vào mặt mẹ nó. Bà mẹ chẳng những không giận con mà còn ôm nó hôn hít chục chục. Đã bị đứa con chống chế dãy dụa la khóc như vậy, bà mẹ chẳng những không giận mà còn tỏ tình thương với nó một cách thấm thiết. Sự cam chịu vô điều kiện của người mẹ như thế ta tạm gọi là nhẫn nhục bà là mệt. Người ấy hỏi tiếp, làm sao để hành được pháp đại xả hả bác? Bác Hai nói, muốn hành đại xả phải có đại từ bi. Lòng từ bi là lòng thương người mến vật, không có tình thương thì không thể hỷ xả được, nói chi tới đại xả. Tóm lại, bố thí ba la mật, nhẫn nhục ba la mật hay là hạnh đại xả đều phải xuất phát từ tình thương bao la cao độ, nên đạo Phật còn gọi là đạo từ bi nữa đó. Người đồng đạo tỏ vẻ rất vui vì được biết bác Hai và lại được nghe bác Hai giải đáp cho mấy câu hỏi rất thấm thiết mà chưa từng thấy qua ở sách vở nào. Chuyện thứ 15, dị tha. Lần nọ chúng tôi tổ chức đi núi bằng xe gắn máy, cả đoàn 20 người đi trên 10 chiếc xe. Người cao niên nhất trong đoàn là bác Hai Như Sanh. Trước khi khởi hành, bác Hai nhẩm đếm hết để biết tổng số xe và người. Xe tôi thì tôi chở bác Hai. Thói quen của tôi là chạy khá nhanh nên từ từ qua mặt, bỏ hết các xe lại phía sau. Chừng thấy một đoạn khá xa phía sau thưa vắng, không xe nào theo kịp, bác Hai vỗ vai tôi bảo dừng lại bên đường chờ. Các xe đi sau lần lượt đi qua, bác cũng đếm và hỏi tôi đã đủ hết chưa. Tôi nói đã đủ hết, bác mới nói rồi, mình đi theo. Lật bật lúc sau tôi cũng lại chạy trước, bác cũng bảo tôi dừng lại chờ và bác nói thêm, mình phải chạy sau cùng, để khi xe nào có trục trặc gì mình mới hay và hỗ trợ được. Chứ mình đi trước, mình không biết gì đằng sau, cả đoàn rời rạc không thể tiếp giúp nhau được, có gì mất công dữ lắm. Tôi tuân theo lời bác điều động, nghĩ mà thán phục vô cùng sự tính toán lo liệu cho mọi người của bác. Nó tuy là chuyện nhỏ, nhưng nói lên tấm lòng dị tha vô bờ của bác. Tôi hỏi mà có hơi pha trò, vậy là trong mọi tình huống, bác phải là người đi sau, bác mới yên tâm phải không bác? Chuyện thứ 16, chánh và phụ. Trong sách Cặn Bã Ký Ức, bác Hai có kể một chuyện đồng đạo hỏi bác. Có chỗ đức thầy dạy, sớm với chiều gắn chí nguyện cầu thì sẽ được tòa chương dựa kế. Chỗ khác thì đức thầy lại dạy, tu không cần lại cần quỳ, ngồi đâu cũng sửa, vậy thì mới mau. Vậy mình nên theo lời dạy nào hả bác Hai? Bác Hai trả lời, hai câu sau mới chánh. Theo mình hiểu ý bác, không phải phân giáo lý ra câu chánh hay câu phụ, mà nếu hỏi nên theo câu nào thì nên theo câu ngồi đâu cũng sửa. Nói hai câu trước là phụ là vì một chỗ khác đức thầy có dạy, sự lễ bái là điều phụ thuộc. Quan trọng việc tu là sửa mình mọi lúc mọi nơi, nên bác nói hai câu sau là chánh trong việc tu. Thế mà trong cuộc luận bàn tại đám dỗ, có một đồng đạo phê bình rằng, cũng có lời dạy của đức thầy mà ông Hai Sanh cho hai câu này là chánh, vậy còn hai câu kia là tà hay sao? Ai nấy cũng không có tranh cãi gì. Có một đệ có dự đám dỗ ấy đem chuyện về thuật lại cho bác Hai nghe. Bác Hai vừa cười vừa nói, vậy như trong một đoàn hát, chỉ có dài kép chánh đào chánh, còn lại là kép tà đào tà hết hay sao? Bác chẳng nói đúng sai, nhưng ai nghe cũng phải cười ngất. Chùm chuyện thứ 17, chuyện vui tức cười. Tà là không nhọn. Có người bực tức lắm đến hỏi bác Hai,
Người ta nói ông thanh sĩ là tà đó. Anh coi coi làm sao. Bác hai cười rồi chậm rãi. Tà là không nhọn, nhọn mới nguy hiểm, tà thì đâu sao. Phật tức tâm. Có cháu gái mới tu hỏi: thưa ông hai, tại sao mỗi lần đi cúng hay ngồi niệm Phật thì tâm con hay vọng động, kềm hoài không được, con tức quá. Sao con nghe có câu giảng: chẳng nói vắng dài, Phật nọ tức tâm. Thành ra ông Phật cũng bị tức cái tâm giống như mình, phải không ông hai? Ông Hà Tất là ông nào? Một người đồng đạo vẻ rất chân quê đến thăm bác hai, rồi sau đó mới đọc bốn câu giảng để hỏi. Long hoa hội ấy còn xa, ráng mà tu niệm đặng nhờ thân sau. Phải chi hội ấy hầu gần, thì ông Hà Tất xuống trần làm chi? Vậy ông Hà Tất mà thầy nói là ông gì vậy chú hai? Trong ý nghĩ của đồng đạo, ông này họ Hà tên Tất, xuống trần phải có nhiệm vụ quan trọng lắm, cần phải tìm hiểu cho biết. Quả lành đâu mất. Một hôm có người nữ tu tại gia hỏi bác hai: thưa bác hai, con không hiểu chuyện này, nhờ bác nói cho con nghe. Trong câu giảng: dình giới luật nghe kinh trọng Phật, đến lâm chung quả lành đâu mất. Người hành đạo tốt như vậy mà sao đến lâm chung quả lành đi đâu mất tiêu vậy bác hai? Kẻ chân thầy. Có đồng đạo nêu với bác hai câu giảng: ở thế gian ai rõ kẻ chân thầy? Rồi hỏi: bộ đức thầy chúng ta thường hay mang giày lắm hay sao mà khó có ai thấy rõ được kẻ chân của thầy vậy bác? Thiệt là lưỡi. Nghe câu giảng: thiệt hiền đức có ai mắng chửi, mà có đồng đạo hỏi bác hai: chữ thiệt này có nghĩa là cái lưỡi phải không bác hai? Nghe lời cha mẹ cân phân. Nghe lời cha mẹ cân phân là mình nghe lời cha dạy phân nữa, rồi nghe lời mẹ dạy phân nữa cho đồng đều, phải không bác? Có đồng đạo thỏa thẻ với bác hai nghe dễ thương làm sao. Chớ gọi thường. Lúc trước giải phóng, tín đồ Phật giáo Hòa Hảo dựng lên rất nhiều đọc giảng đường để đọc giảng ngày rằm 30. Mỗi kỳ các đồng đạo thường thay phiên nhau đọc suốt ban ngày lẫn ban đêm. Lần nọ đã quá nửa đêm mà vẫn còn đọc. Ông nhà ở gần không ngủ được, mê ra đường la lên: đức thầy dạy mấy ông đạo pháp xem qua chớ gọi thường, vậy mà mấy ông gọi tối ngày sáng đêm ai chịu cho nổi? Ta bà khổ, ta bà lắm khổ. Có người nói lại bác hai nghe, có vị giảng viên giảng nghĩa giữa đông người và có vẻ rất tâm đắc theo kiểu giải nghĩa của mình lắm. Ông ấy nói: quý vị biết nghĩa câu ta bà khổ, ta bà lắm khổ không? Tôi nói cho quý vị nghe, ta khổ là vì ta có bà. Bốn. Phúng điếu chú bảy ưỡng, thi khoáng thủ khoáng yêu. Thanh nhàn kính điếu đạo gia thiện tâm, rất quý đạo hạnh đức tài của người. Thanh tịnh rất cần lý tứ ân, nhàn an quý trọng việc tu nhân. Kính người đạo nghĩa nơi nơi mến, điếu bậc hạnh lành chỗ chỗ thân. Đạo Phật đức toàn tâm huệ sáng, gia nho tài vẹn tánh trong ngần. Thiện nhân của chú chuyên hoằng pháp, tâm nguyện người là quảng đạo chân. Chú bảy đúng thật người hiền, đối nhân sự thế chẳng phiền một ai. Chú bảy hay thật là hay, tu đức lẫn tài đều được tròn vuông. Chú bảy hòa hảo đúng khuôn, bà ba bới tóc y tuồng người xưa. Chú bảy thấy ác liền chừa, gặp thiện thì rất thích ưa năng làm. Chú bảy học Phật thích ham, hai khóa hoằng pháp
một là thủ khoa. Chú Bảy chơn chất thật thà, ấy là bản tánh của nhà chơn tu. Chú Bảy khiêm tốn hiền nhu, đức độ thuyết phục hút thu đạo đồng. Chú Bảy tạo phước trần hồng, cầu về cõi Phật thông dông thanh nhàn. Chú Bảy lợi ích xóm làng, khuyến tu dù thế giới tan vẫn diệu. Chú Bảy tâm quyết một điều, dầu gian nguy mấy cũng khêu đuốc từ. Chú Bảy dũng khí rất cừ, noi gương giải thoát của chư thánh hiền. Chú Bảy chúng tôi hữu duyên, gia đình hữu sự chú liền viếng thăm. Mước nhàn cảm tạ vô ngần, chú Bảy thể hiện tình thân đạo đồng. Kính yêu con viết mấy dòng, chúc cầu chú được sen hồng đỡ chân. Kính tiếc chú vô cùng, cháu Trần Thanh Nhạc. Năm, cảm niệm vị bác chính, thân mẫu anh hai sương Chi Lăng. Nhớ vị bác chính, nhân tuần thất thứ ba bác chính, con đôi lời trọng kính hiến dâng, là một kỷ niệm thế trần, tán dương bác chính vô ngần quý yêu. Nhớ bác chính bao điều tuyệt đẹp, chuyên tu hành quyết dẹp lợi danh, trì tâm niệm Phật làm lành, chỉ mong cầu được vãng sanh liên đài. Nhớ bác chính miệt mài sáu chữ, thi cử cùng đồng đạo bao lần. Nhà cô Bảy lánh thương thân, lần nào bác cũng lãnh phần thưởng ưu. Nhớ bác chính bền tu số một, ngồi kiết già mỏi mệt không nài. Tuổi già tu thật dẻo dai, tinh tấn hoài hoài không để thối tâm. Nhớ bác chính mỗi lần thăm viếng, hoặc sau khi dỗ tiệc trong nhà, bác liền ứng khẩu thi ca, tặng cho đồng đạo làm quà tiếng tu. Nhớ bác chính hiền nhu rất mực, người chuyên trì giới luật nghiêm minh, hảo hòa nhẫn nhục kiên trinh, hành thâm thập thiện tận tình từ bi. Nhớ bác chính trọng tôn hỷ xã, tứ diệu đề diệt cả để lòng. Bác chánh người rất dung thông, hờn giận thương ghét sắc không một màu. Nhớ bác chính con chào vĩnh biệt, vừa quý yêu vừa tiếc thương hoài. Chúc mừng bác tuyệt vời thay, được về cõi Phật ngày ngày an vui. Nhớ bác chính con luôn chấp nhận, dù đã mang nghiệp nặng quá chừng, mong noi gương bác thơm lừng, lưu lại xá lợi tưng bừng khắp nơi. Gương của bác sáng ngời muôn thuở, góp phần làm rạng rỡ đạo thầy, là điều sách tấn tương lai, con nguyện nối chí ngày rày tiến tu. Thứ Tư ngày 5 tháng 6 năm Đinh Dậu 2017, Trần Thanh Nhàn kính tặng. 6. Nhớ về người mẹ kết nghĩa dì Sáu Tuông. Đêm qua mộng đẹp gặp dì Sáu, dì là người đồng đạo rất thương, quý danh là Phan Thị Tuông. Sanh tiền tôi rất khôn lường kính yêu, tuy cao tuổi mỹ miều hảo tướng, từ nhỏ dì quy hướng hảo hòa. Người là cư sĩ tại gia, tu nhân học Phật vừa là làm ăn. Dì Sáu Tuông vô ngần ngoan đạo, rất trung thành pháp giáo đức thầy. Giao thiệp đồng đạo đó đây, đến đâu cũng được tràn đầy tình thương. Dì Sáu luôn vui tươi hòa nhã, ứng xử đời khiêm hạ thâm tình. Thật là diễm phúc cho mình, được dì kết nghĩa ân tình mẹ con. Dì dượng có bốn con đẹp cả, tôi thứ năm anh cả mấy em. Dì luôn để ý xét xem, quan hệ tu sĩ lem nhem rầy liền. Mỗi lần gặp dì khuyên đủ lẽ, sợ tôi mê ngã rẽ theo đời.
muốn tôi nên vì lắm lời, vì là người mẹ tuyệt vời trong tôi. Tôi nhớ gì tinh khôi đạo đức, khuyên người tu chuẩn mực đạo thầy, thuyết phục đồng đạo hay hay, nghe gì sách tấn ngày rày tiếng tu. Việc công phu cần chuyên chẳng sót, trì chí ngày tu ngót ba thời. Dù bận cũng chẳng để lơi, lần chuỗi niệm Phật chẳng ngơi lúc nào. Hay tin gì ốm đau trầm trọng, tôi thấy như lòng nóng cả lên. Thân mình bại liệt nằm yên, làm sao thâm viếng mẹ hiền ủi an. Nay dì đã xa ngàn vĩnh viễn, nhớ dì thương nên viết ít dòng. Chúc cầu vú được thông dong, về miền cực lạc tọa bông sen vàng. Tháng 10 năm Đinh Dậu 2017, Trần Thanh Nhàn. 7. Hồi tưởng bác Sáu, thân mẫu chị bé Tư. Bác Sáu thân mẫu chị Tư, dáng người phúc hậu vui tươi hiền hòa. Bác Sáu trì niệm Di Đà, thiết tha cầu Phật sinh qua liên đài. Bác Sáu hành đạo miệt mài, mỗi ngày ba buổi không sai lúc nào. Bác Sáu tình cảm dạt dào, gặp người đồng đạo nơi nào cũng mừng. Bác Sáu niệm Phật không ngưng, lần tràn chuỗi hạt chẳng dừng lúc nào. Bác Sáu kính yêu biết bao, tuổi già tinh tấn yếu đau không lùi. Bác Sáu chia sẻ ngọt bùi, ra đi yên ổn niềm vui đạo đồng. Bác Sáu khi xưa ước mong, tắt hơi niệm Phật như lòng hằng mơ. Ban hộ niệm đến kịp giờ, Bồ đề trợ niệm vô bờ nhiệt tâm. Ôi tình đồng đạo thậm thâm, gia đình bác Sáu âm thầm mang ơn. Đôi lời chia sẻ thiệt hơn, kính chúc bác Sáu thức thần nhập sen. Về cõi an dưỡng tập rèn, đến khi toàn giác bèn diệu thôn lân. Độ sanh chúng khắp xa gần, chúng sanh vạn loại cũng lần độ luôn. Tháng 10 năm Đinh Dậu 2017, Trần Thanh Nhàn. 8. Hồi tưởng về cô Ba Sợi, thân mẫu anh Hai Mại. Thương kính cô Ba, hôm nay ngày giỗ cô Ba, kính thương con viết thơ ca ngợi người. Thương cô thuần thiện vui tươi, hành y gương mẫu như lời thầy khuyên. Thương cô chân chất tu hiền, mê tu danh lợi bạc tiền không tham. Thương cô điều kiện thích ham, việc nhỏ việc lớn đều làm hăng say. Thương cô giúp người miệt mài, gặp ai bệnh hoạn ra tay cứu liền. Thương cô gặp tội hay khuyên, ráng lo niệm Phật cần chuyên mới màu. Thương cô thấy kẻ khổ sầu, khuyên cho phiền não nguyện cầu Tây Phương. Thương cô đời chẳng vấn vương, quyết tâm tu niệm ghét thương không màng. Thương cô đời đạo song toàn, không phân nhân ngã nên an lạc hoài. Thương cô chấp nhận nạn tai, vì tin nhân quả không sai mãi hào. Thương cô tuy dốt tài cao, thi văn sấm giảng thuộc lào hay ghê. Thương cô duyên dáng khỏi chê, đến đâu đồng đạo kẻ mê người ghiền. Thương cô đúng chất tu hiền, dù không quen biết cũng liền như quen. Thương cô tốt tợ như sen, sống trong trần thế không hoen ố lòng. Thương cô con nói lòng vòng, cũng không hết chuyện nơi lòng con thương. Chúc cô về cõi Tây Phương, học đạo ra trường cứu độ cháu con. Thương cô cả tấm lòng son, như người mẹ quý mãi còn thiên thu. Kỷ niệm lễ giỗ ngày 27 tháng 5 Đinh Dậu 2017, Trần Thanh Nhàn kính tặng. 9. Cảm tác nhân đám tang thím bà quản.
thím ba là người mẹ hiền, được làm con thím phước duyên vô cùng. Thím ba đạo đức khiêm cung, xử thế tế nhị, khoan dung tuyệt vời. Thím ba giao tiếp nơi nơi, đâu đâu cũng được mọi người mến thương. Thím ba từ ái nhún nhường, dịu dàng phúc hậu, xứng gương mẹ hiền. Kính trọng, con xin kết nguyện nghĩa tình mẫu tử nơi miền Tây Phương. Mẹ ơi, thương thật là thương. Con Trần Thanh Nhàn. Mười, thành kính phân ưu cùng gia đình hai sóc. Đôi dòng thơ tặng người rất mến, đã thiên thu tách bến hồng trần, khiến chuyến sao đồng đạo xa gần, giàu tình cảm ai bằng hai sóc. Đạo hiếu trung hảo hòa làm gốc, lời thốt ra chắc lọc kỹ càng, hứa với ai nghiêm chỉnh đàng hoàng, ứng xử đẹp dịu dàng dễ mến. Tiếp đồng đạo nhiệt tình tới bến, mọi người ai đến giếng đều vui. Từ giá người ấn tượng không nguôi, tình cảm đẹp bùi ngùi nhớ mãi. Với hai sóc đạo là vĩ đại, việc làm ăn là cái phụ thôi. Biết bao lần chuyển bệnh dùm tôi, hết thành phố đến hồi núi cấm. Hai sóc ba cọp dù bận lắm, được điện nhờ là giúp đỡ ngay. Không riêng tôi bất cứ là ai, cần liền giúp không nài gian khổ. Đạo hai sóc chuyên tu tịnh độ, phước huệ là nơi chỗ thực hành. Niệm Phật và cú chí làm lành, vừa tự trị vừa cầu Phật độ. Nhờ tu thế thiện hiền hiển lộ, chưa một lần thấy chỗ sân si, mà thường hay thể hiện từ bi. Giúp người được điều gì liền giúp, vì lẽ đó xóm làng cảm phục, ai cũng thương cũng chúc phúc lành. Nào ngờ đâu quy luật tử sanh, tử thần đến không giành mạng được. Thế là phải theo đường tội phước, nghiệp đã gieo từ trước đến nay. Rất hân hoan hai sóc tâm chay, trọn lành sáng Phật ngài đón rước. Rất kính yêu, kỷ niệm lễ dỗ đồng đạo hai sóc ngày 20 tháng 11 Đinh Dậu 2017, Trần Thanh Nhàn. Mười một, kính điếu anh út em. Hồi tưởng về anh út em, tất cả đồng đạo ngợi khen anh hiền. Tính anh vui vẻ tự nhiên, nhập gia tùy tục ngay liền dễ thương. Út em dễ dãi khiêm nhường, nhẫn hòa trước việc bất thường xảy ra. Gặp sự tranh cãi tránh xa, thuận thảo làm đạo tham gia hòa mình. Uống ăn phục vụ nhiệt tình, tiếp khách nhà bạn nhà mình như nhau. Út em dốc dáng cao cao, thể hình cân đối đẹp nào kém ai. Ăn mặc tươm tất điển trai, mấy chục năm đã lạc chay tu hành. Niệm Phật giữ giới làm lành, không giàu an phận bớt tranh lợi tài. Vợ chồng sáng bán cháo chay, đắp đổi qua ngày chỉ có bấy nhiêu. Đạo đức thì rất quý yêu, được mời Phật sự thì chiều ý ngay. Bác hai trọng bệnh anh hay, liền đến chăm sóc mấy ngày liền luôn. Dù bận công việc bán buôn, nghĩ rằng đáp nghĩa là nguồn lạc an. Chẳng bị danh lợi buộc ràng, mục đích cuộc sống thanh nhàn nơi tâm. Ở đời anh rất tình thâm, nay anh vĩnh biệt dương âm chia lìa. Cõi lành anh có đường dìa, đạo đồng quyến thuộc đầm đìa nhớ thương. Hằng ngày niệm Phật Tây Phương,
chúc cầu anh được thẳng đường quy tây. Hơi muộn viết bài thơ này, kỷ niệm còn mãi như mây bay hoài. Kính điếu, kỷ niệm làm tuần giáp năm anh út em, ngày 16 tháng 11 Đinh Dậu 2017, Trần Thanh Nhàn. Mười hai, anh Sáu Dệnh thân thương. Vừa nghe tin huynh hiền tạ thế, thấy bàng hoàng dù trễ ba tuần. Trong lòng xúc động tràn dâng, nhớ bao kỷ niệm thương thân thuở nào. Tình đồng đạo dạt dào chan chứa, nhưng anh em mỗi đứa một nơi. Ta bà đau khổ nào ngơi, trẻ thơ rồi bệnh hết đời chia ly. Còn luân hồi phải đi đường đó, dù vua quan dân có khác đâu. Hiếm vui nhiều cảnh thảm sầu, biết bao chướng nghiệp cứ bâu kéo mình. Anh tốt phước thư sinh đã tỉnh, theo đạo màu chẳng dính nghiệp trần. Một đời một đạo trong ngần, tấm gương sáng rỡ bậc chân tu hiền. Trung hiếu vẹn cần chuyên niệm Phật, tin tưởng anh thất bảo tên đề. Thức thần được nhập liên huê, hoa nở cận kề Bồ Tát mười phương. Học đạo cả khôn lường vi diệu, anh sẽ mau mở khiếu linh quang. Đến khi đắc đạo hoàn toàn, trở về cứu độ vô vàn chúng sinh. Nhìn lại em, thân mình thảm thiết, gần sáu năm da diết đau thương. Nằm hoài trong thật thê lương, chờ ngày hết nghiệp hồi hương cõi lành. Mong nối gót đàn anh đi trước, hậu tấn noi lần lượt theo sau. Tạ ơn thầy tổ biết bao, nhờ ngài chỉ lối mình nào biết chi. Nên thân bệnh lắm khi là phúc, bị khảo hình chẳng chút mê đời. Chết đau là pháp tuyệt vời, danh lợi tài sắc trên đời là không. Thương anh em viết đôi dòng, chúc người tự tại thông dong vĩnh hằng. Trần Thanh Nhàn, Phú Vĩnh, rằm Trung Nguyên, mùa Du Lan, tháng 7 Ất Mùi 2015. 13. Vô cùng thương tiếc đồng đạo năm lỡ. Tự dưng bỗng nhớ về năm lỡ, người đạo đồng một thuở gũi gần. Năm lỡ đời sống thanh bần, cần kiệm tri túc chuyên cần lo tu. Việc làm ăn cần cù sốt sắng, vận không may ít thắng nhiều thua. Năm lỡ nghiêm nghị ít đùa, tánh tình cương trực không vua nịnh người. Năm lỡ suốt cuộc đời đơn độc, sống an nhàn với cốc giản đơn. Thử thách dây chặt không sờn, bệnh hoạn nghèo túng chẳng hờn số căn. Năm lỡ tu vô ngần kiên nhẫn, siêng năng và cần mẫn làm ăn. Tuy là đời sống phong trần, nhưng ít thọ nhận người thân cúng dường. Năm lỡ tu can cường dũng mãnh, điều dạy tà cố tránh không làm. Chánh chơn từ thiện thích ham, noi gương tiên thánh việc phàm không ưa. Năm lỡ tu ngăn ngừa dục vọng, danh sắc tài không lộng hành hung. Giới luật nghiêm túc ung dung, trì tâm tu luyện giữ huân mặt người. Năm lỡ tu
được đời yêu quý, xử thế luôn tế nhị dễ thương. Đạo tràng niệm Phật hổ tương, nhiệt tình nhắm hướng Tây phương mong về. Năm lỡ tu một bề tốt đẹp, không vết nhơ đậm nét trong ngần. Nay người từ giả cõi trần, biết bao đồng đạo xa gần tiếc thương. Riêng tôi quý mến không lường, chúc cầu nắm lỡ Tây phương giữa kề. Rất thương tiếc, kỷ niệm lễ dỗ năm lỡ, năm Đinh Dậu 2017, Trần Thanh Nhàn. 14. Điếu văn chị Ba Sủi, thân mẫu Kim Ba. Mến chị Ba, chào vĩnh biệt chị Ba thương mến. Ôi, đời người định mệnh an bài, lanh khôn ngu dại cả hai, giàu sang nghèo khổ đeo đai theo người. Mến chị Ba dù cười hay khóc, mấy mươi năm nhằn nhọc nghiệp đời, nào ai đâu được thảnh thơi, khổ nhiều vui ít kiếp đời người ta. Mến chị Ba thật thà chân chất, chị đến đâu cũng rất người thương. Nói năng chân thật tỏ tường, chất phát từ tốn khiêm nhường dễ yêu. Mến chị Ba quá nhiều hạnh tốt, rộng lượng và quy dốt nhân thông. Ở đời chị rất tốt lòng, xử thế vui tính khiến không ai buồn. Mến chị Ba như nguồn nước mát, bản chất người giàu dạt cảm tình. Đạo đồng như một gia đình, anh em ruột thịt của mình thân thương. Mến chị Ba một đường cầu Phật, sợ lỗi lầm sơ thất đường về. Tây phương cực lạc là quê, chí tâm niệm Phật mong về liên hoa. Mến chị Ba lìa nhà lên núi, thấy cuộc đời ngắn ngủi không dài. Thành tâm tinh tấn miệt mài, công phu lễ bái ngày dài không lơi. Chúc chị Ba một đời hành đạo, kết quả là được đáo Tây phương. Nam mô A Di Đà Phật. Phú Vĩnh ngày 25 tháng 6 2017 âm lịch, Bảy Nhàn, kính điếu. 15. Kính tặng cô Bảy, thân mẫu cô Sáu Rõ. Thương nhớ cô Bảy, viết bài thơ kính dâng cô Bảy bằng tấm lòng với bấy nhiêu tình. Tuổi già trí vẫn tinh minh, cách xa con mãi nhớ hình bóng cô. Thương nhớ cô dáng cao hảo tướng, phúc hậu và biểu tượng nhu hòa. Tánh tình chân chất thật thà, khiêm cung dung dị rất là dễ thương. Thương nhớ cô chai trường niệm Phật, thành lòng tu quy nhất một đường. Nguyện cầu về cõi Tây phương, nhớ câu lục tự quên trường lợi danh. Thương nhớ cô tu hành tinh tấn, việc gia đình chẳng bận điều gì. Cháu con nở thế chi chi, ráng mà buông xả từ bi thực hành. Thương nhớ cô biết rằng sanh tử là đại sự trên đời. Đời ai muốn được thảnh thơi, thì là phải giải quyết rồi tử sanh. Thương nhớ cô tu hành đúng hướng, dù gặp nhiều nghiệp chướng nơi lòng. Thắng bao thử thách gai trông, xem đời giả tạm nên không não phiền. Thương nhớ cô chỉ ghiền cõi Phật,
còn cõi phàm thì vất bên lề, ta bà đau khổ nặng nề, thế nên biển ái tràn trề cạn khô. Thương nhớ cô đông dày con cháu, 7/10 nhiễm máu tu hiền. Cô bảy xem nhẹ bạc tiền, cho rằng danh lợi não phiền khó tu. Thương nhớ cô khỏe ru hành đạo, mặc cháu con có khảo cách nào. Rượu chè cờ bạc là bao, không làm thối chuyện đúng nao lòng mình. Thương nhớ cô quyết gìn chánh đạo, đã dạy khuyên con cháu hết lời. Làm theo thì được thảnh thơi, nghịch lời dạy bảo thì đời lầm than. Thương nhớ cô hèn sang mặt chúng, ai sinh ra đều cũng nghiệp đeo. Giàu sang phú quý khổ nghèo cũng đều do nghiệp theo như bóng hình. Thương nhớ cô chí tình tu niệm, 90 ngoài tuổi hiếm trên đời. Hành đạo không chút buông lơi, thường khi lên núi nương nơi tu nhiều. Thương nhớ cô bấy nhiêu công hạnh, biết rằng cô quyết lánh ta bà. Chỉ ưa thích cõi liên hoa, nên gian khổ mấy cũng là ráng tu. Thương nhớ cô ngục tù trần thế, quyết mở toan cửa để thoát thân. Bằng câu lục tự định thần, tam nghiệp thanh tịnh chắc phần giảng sanh. Kính chúc cô nghiệp lành luôn hiện, quả dữ từ nay biến tiêu tan. Để ngày về cõi Tây Phan, biết trước tỉnh táo nhẹ nhàng ra đi. Nam mô A Di Đà Phật. Phú Vĩnh, 26/6/2017 âm lịch. Kính tặng Trần Thanh Nhạc. 16. Kính tặng chú Tư, thân phụ cô Tám Huệ. Kính mến chú Tư. Kính tặng chú bài thơ kỷ niệm, một tấm gương quý hiếm trên đời. Chú Tư người thật tuyệt vời, cống hiến rạng ngời đời đạo sáng tươi. Tuổi chú Tư thọ ngoài cửu thập, người hồng hào minh mẫn bình thường. Cuối đời chú vẫn chay trường, quan tâm bồi dưỡng đạo trường hậu sinh. Kính chú Tư luôn gìn giới luật, là tín đồ mẫu mực đạo thầy. 8 điều răn cấm không sai, làm hiền cúng lại ngày rày keo sơn. Kính chú Tư chẳng sờn thử thách, chỉ quyết tu thiết thạch khó bì. Một đời một đạo kiên trì, dâng lời thầy dạy hành y như nguyện. Kính chú Tư bạc tiền không trọng, việc nghĩa nghi phát động hoài hoài. Tính tình chính trực thẳng ngay, đôi khi lời thật nên hay mất lòng. Kính chú Tư hiểu ra thông cảm, biết ý người tường lãm khách quan. Chùa Bà Năm xây dở dang, nhờ chú dàn xếp an toàn thành công. Kính chú Tư một lòng vì đạo, thường quan tâm em cháu tu hành. Thiên cơ đạo lý khá rành, thúc giục hậu tấn làm lành mau mau. Kính chú Tư khuyên sao cho kịp, nếu không tu kiếp kiếp trễ tràn. Là lời thầy nhắc rõ ràng, nhất tâm theo đạo một đàn mới nên. Kính chú Tư tạo nền căn bản, tham gia ban trị sự trong làng. Xây nền đạo đức vững vàng, Phật giáo hòa hảo huy hoàng mai sau. Kính chú Tư dạt dào tình cảm, có vẻ người tường lãm thế thời. Dễ dàng tùy thuận khắp nơi, nhẫn dân, nhẫn nước, nhẫn lời dèm pha. Kính chú Tư nhẫn hòa tất cả, không oán thù thông thả an nhàn. Tu hiền như vậy rõ ràng, ngày kia nhất định hội hàng có tên. Chúc chú Tư tu bền như thế, hội Long Hoa giai dễ xứng ngôi. Thầy ban cho một chỗ ngồi, chắc rằng chú sẽ nhếch môi mỉm cười.
Phú Vĩnh, ngày 27 tháng 6, 2017. Mười tám, cảm niệm thâm ân. Thơ Ngũ Ngôn, dài 141 câu. Xin cúi đầu cảm tạ ơn mẹ cha biển cả, sanh dưỡng tợ Thái Sơn, gian khổ dạ không sờn, chỉ mong con khôn lớn, nuôi con dù nghịch ngợm, bất kể nghiệp sâu dày, miễn con được thành tài, gắng tu hành tinh tấn, đền phần nào nghĩa nặng, sánh vai cùng thiên hạ, được thế người hả dạ, quên cả bản thân mình, vì vậy vạn điển kinh đề cao người hiếu nghĩa. Ơn mẹ cha thấm thía tràn dâng tấm lòng con, ơn tổ tiên vẹn tròn, khổ vui đều thử nghiệm, nhưng vui ít khổ nhiều, cứu thất tổ cửu huyền, về cõi Phật thần tiên, con phát nguyện như thế, ơn vĩ đại xin kể. Thầy tổ khai mở đường, thoát khỏi cảnh tai ương, vượt sáu đường sanh tử, nhất là ba đường dữ, ngạ quỷ và súc sinh, địa ngục lắm cực hình, khổ ba đường khó tả, tham lam ích kỷ đọa, làm quỷ đói thiên thu, sân hận hãm ngục tù, chốn địa ngục muôn kiếp, hình phạt thật kinh khiếp, tội nhân khổ triền miên, mê si đến vô biên, kiếp súc sinh đần độn, suốt đời trong khổ khốn, không có ngã thoát ra, sinh trong cõi ta bà, làm người là quý hiếm, niệm Phật và làm lành, khổ trọng có tám điều, đức thầy bảo lắm khổ, ngài chỉ cõi tịnh độ, cho chúng sanh hướng về, cõi cực lạc liên huê, là nơi vui triệt đáo, lời đức thầy dạy bảo, chúng sanh hãy mau mau tín nguyện hạnh một màu, nhất tâm trì lục tự, tránh xa mười điều dữ, thể hiện mười điều lành, hỷ xả khắp chúng sanh, từ bi cùng vạn loại, ngã nhân như mây khói, biến nhập bầu trời xanh, nhờ quán niệm tử sanh, thoáng qua trong hơi thở, ghét ganh là gánh nợ, vào lục đạo luân hồi, mê ngũ dục không thôi, là lánh xa cõi Phật. Người tu hiền chân chất, nhắc nhở thật lâm ly, sớm chiều phủi lợi danh, đua ranh diệt từ thiện, trung hiếu đặt tiên tiến, là chuyện người hành ra, tiêu chuẩn hội Long Hoa, chỉ cần bấy nhiêu đó, đức thầy đã chỉ rõ. Hai lẽ chánh cùng tà, sâu duyên con ngộ ra, đội ơn thầy vô kể. Xác thân dù tệ hệ, may minh mẫn vẫn còn, nghiệp dù lắm thon giòn, con vẫn vui lòng trả. Xin chân thành cảm tạ đồng đạo khắp mọi nơi, chia sẻ rất tuyệt vời, đồng thời nhiều hình thức, diễn thâm thương hết mực, an ủi và khuyên lơn, ráng niệm Phật keo sơn, cầu mong Phật tiếp độ. Nhiều em bé ngồ ngộ, chia tay biết nói gì, ráng niệm Phật chú bảy, xúc động nước mắt chảy. Cảm ơn các con nhiều, thương nhớ biết bao nhiêu, tình đạo đồng thâm giếng, xa xôi đến không tiện, tổ chức chuyện cầu an, điện đến hỏi bảy nhàn, năm nay bao nhiêu tuổi. Thật là nguồn an ủi, cao tột trong đời mình, hổ thẹn trước thâm tình của đạo đồng dành tặng. Vì ơn sâu nghĩa nặng, mình tu chẳng bao nhiêu mà thọ nhận quá nhiều, tinh thần và vật chất, thuốc men cùng hiện vật, thậm chí cả bạc tiền, gửi biếu để gieo duyên, biết làm sao trả nổi. Nghiệp nặng càng thêm tội, từ chối cũng không xong, nên làm chuyện bao đồng, phóng sanh lòng nhàn nhẹ, cho thuốc men mạnh khỏe, pháp thí đời bớt mê, thí cơm cháo vui ghê, trợ dưỡng lão an lạc, cùng vi thiện tương tác, bố thí là nguồn vui, chia sẻ những ngọt bùi với chúng sanh khắp chốn. Đời tôi tuy khốn đốn, diễm phúc được người thương,
cảm tạ rất khôn lường, cùng thân bằng quyến thuộc, xoa dịu như liều thuốc, chia sẻ những ngọt bùi, cảm xúc lòng bùi ngùi, thấy vui cùng lẽ đạo. Dâng lời thầy chỉ giáo, quyết hành đạo đền ơn, kiếp ngắn ngủi không sờn, nhất tâm theo đạo lý. Thơ khá dài xin nghĩ, chúc quý vị kiết tường, thân tâm an lạc thường, với tình thương tha thiết, trân trọng chào giả biệt. Phú Vĩnh, ngày 15 tháng 9 năm Đinh Dậu 2017.